Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 80%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 80%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ.